Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thăng thay lại nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về có bao nhiêu số có hai chữ số lớn hơn 37. Thì bước đầu tiên mình nói sơ qua về số có hai chữ số, sau đó mình liệt kê những số thỏa mãn lớn hơn 37. Ví dụ về số có hai chữ số, ví dụ như 1, 7. Đây được gọi là số tự nhiên có hai chữ số cách 1 các bạn đếm. Khi các bạn đứng từ tay phải sang tay trái giúp mình. Từ tay phải sang tay trái 1, 2, được chưa? Cách 2 là các bạn dựa vào số hàng. Số hàng cũng từ tay phải sang bên trái. Thì cái hàng đầu tiên thuộc hàng đơn vị, hàng thứ hai thuộc hàng chục. Vậy số có hai chữ số phải đảm bảo gồm hàng đơn vị và hàng chục. Ok chưa ạ? Rồi tiếp theo mình dạy cái bài toán này bằng phương pháp nha các bạn, bằng phương pháp liệt kê. Ở đây có hai phương pháp, thứ nhất là phương pháp liệt kê, thứ hai là phương pháp dùng phương pháp đó là liên quan về số hàng. Đó, của đây là của lớp 4 và lớp 5, được chưa? Đó, bạn nào muốn dùng phương pháp số 2 thì bạn comment ở phía dưới nha, mình sẽ chỉ. Bây giờ mình chủ yếu tập trung vào phương pháp liệt kê. Thì số có hai chữ số gồm những số sau đây: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok chưa? Tương tự tới 20 đến 29, 30 đến 39, 40 đến 49, 50 đến 59, 60 đến 69, 70 đến 79, 80 đến 89, 90 đến 99. Hết chưa? Tới 99 sẽ tới 100. Thì 100 là số có 3 chữ số nên bỏ. Ok chưa? Rồi tiếp theo, do có bao nhiêu số có hai chữ số lớn hơn 37, thì các bạn kiếm 37 nằm đâu ạ? 37 nằm ở đây. Đây, 37, 38 lớn hơn 37 nên từ số 10 nè. Số 10 đến số 30, 36 các bạn. Đến 37 luôn các bạn. Đây, nó lớn hơn. Đây, lớn hơn. Bỏ 37 luôn. Rồi bắt đầu mình đếm. Thì để đếm cho nó nhanh thì các bạn thấy nè, từ 40 nè đến 49 thì bao nhiêu số à? Các bạn nhẩm 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 10 số. Đây là 10 số nè. Thấy chưa? Đây 10 số nè. Tiếp tục từ 50 đến 59 cũng 10 số. Từ 60 đến 69 cũng 10 số. Từ 70 đến 79 10 số, tiếp tục như vậy. Ở đây cũng 10 số. Và còn 38 và 39 là mấy số ạ? 2 số. Nghe chưa? Một lần 10 số, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần 10 số. Vậy là 6 nhân 10 cộng thêm 2 số trên nữa. Vậy ra bao nhiêu ạ? Rồi, các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.